Em Hoàng Vera xưa xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em lại có mấy sản phẩm bộ hoặc là ghép hoặc là rời lên cho vui. Và giá thì rất là ok. Có nghĩa rằng là cái giá đây là giá em lên để giao lưu nhé, giá vui. Anh em vừa cái nào thì đọc mã cho em nhé. Chiếc đầu tiên em về thì được vài chiếc. Đây là chiếc quần kaki tem vàng. Kaki tem vàng thì sau khi 1975 thì kaki tem vàng được ra đời nhé. Chiếc này còn rất đẹp, 99%. Nói chung là với cái dòng này ấy, thì anh em mặc thì rất là ok nhé. Chiếc này được ra đời năm 87, rất đẹp, 99% nhé. Đây là đằng trước này, đây là đằng sau này. Mới 99% thì chắc là anh em không phải suy nghĩ gì là về chỗ nào thủng hay rách rồi, vì nó không có nhiều và em chỉ lên mấy chiếc cho nó vui vui anh em. Lâu lâu không lên thì hôm nay thì em rảnh em quay cái bộ này, vì bình thường thì em lên áo, nhưng mà cái này thì hôm nay em quay lên mấy cái này để anh em mặc hè nhé. Cái này của nó là bụng là 81, dài của nó 110, cái độ dài thì có thể cắt đi hoặc gấp lên được, nhưng mà theo em thì gấp lên đẹp hơn. Và mã của chiếc này là mã 004 nhé, bụng 81, dài 110. Giá chiếc này là có 600k nhé, em lên cho vui mà. Bình thường nó sẽ hơn đấy, nhưng 99% này, rất đẹp nhé. Chiếc thứ nhất này, chiếc thứ hai này, cũng mới 99%. Đồ của em Hoàng thì đương nhiên phải rất là ok, mà giá có mấy trăm mà, em lên cho vui thôi, để anh em giao lưu chơi cho nó thoải mái. Bụng của chiếc này là 81, dài 102. Mã chiếc này là mã 005, cũng 600k nhé. Em lên để bác nào mà không tiếp cận được những cái dòng của nó VIP ấy, thì em lên cái này gọi là giao lưu anh em lên cho vui thôi, không có mang cái chất là gì quá ở đây. Rất đẹp nhé, 99%. Một cặp này, bác nào lấy được mà vừa cái số bụng này thì lấy hai chiếc này rất đẹp nhé, chỉ có 600.000 một chiếc thôi. Và em lên một chiếc áo satin nhé, chiếc áo satin này, chiếc này còn rất mới nhé, cô bác thử này. Em 72kg, em cao 1m72 thì em mặc chiếc này thì có thể nói là hơi chật, nhưng mà các bác từ 65kg đổ xuống là mặc chiếc này là ok. Và có chiều cao thì 1m7 hoặc là 1m6 trở lên, 1m55 cũng có thể mặc được. Chiếc này chiếc áo satin nhé, còn rất đẹp, 97-98%. Chiếc satin này thì nó sẽ được ra đời năm bao nhiêu đây? Chiếc satin này nó được ra đời năm 75 nhé các bác. Em đọc về mã của nó nhé, mã của nó là 003. Lưng của nó là dài 73 và tay của nó là dài 59, hoặc từ 55-60kg. Thì mặc cái chiếc này em lấy 900.000 nhé. Giá giao lưu mà, giá giao lưu thì nó sẽ có cái ưu ái rất là ok, có thể rẻ một lượt. Và chiếc này là chiếc kaki tem vàng, áo nha các bác nhé. Coi như là hai bộ, một kaki tem vàng và một satin, thì ghép được hai cái quần kaki tem vàng, nếu có bác nào lấy tất được vừa với cái size cũng được. Mã này là mã 002 nhé. Vai của nó là 44, lưng của nó là 74, tay của nó là 63. Chiếc này là vừa với em đấy. Cái vai của những cái dòng áo này thì nó lại không giống như là cái dòng áo của Việt Nam mình cắt đâu. Đây, vừa với size của em. Em 72kg, em cao tới 72, thì mặc chiếc này là rất vừa với em. Các bác có thể mặc rộng thì nhỏ hơn một chút được. Chiếc này có từ 60kg cho đến 70kg nhé. Cao 1m6 cho đến 1m7, 1m72 cũng được, 1m75 cũng được. 300.000 nhé các bác nhé. Mã 02 này, 300.000 này. Kaki tem vàng này, mã 02 này, 002 này, kaki tem vàng này, 300k này. Satin này, 003 này.
900k này. Quần quần 005 này, kaki tem vàng này, 600k này. Quần thì mới nhá, và áo saten cũng mới nhá. 004 này cũng 600k này, bụng 81. Nói chung hai cái quần này nó sẽ một bác có cái bụng 81 là mặc là vừa. Và kể cả hai chiếc áo này cũng ghép với lại hai cái quần này rất là đẹp nhá. Vì những cái sản phẩm này hôm nay thì em Hoàng lên để giao lưu với anh em cho nó vui, gọi là một bộ đồ hè, đồ mặc để anh em mặc. Nói chung là chỉ có mấy trăm nghìn thôi, tính tiền trăm thôi, để cho các bác nào mà có thể nói rằng là muốn đồ mỏng và chúng ta mặc những cái đồ này để đi chơi hoặc đi ngoài đường cà phê cà pháo thì rất là ok nhé. Vì trong thời gian qua thì em Hoàng cũng rất vui là những cái sản phẩm như đồng hồ, em về được bốn đôi giày LV và mấy chiếc thắt lưng thì thường không kịp lên video để quay với anh em. Còn lúc nào mà nó còn thì em sẽ để lại và em quay video, và sau khi đó em mới báo với anh em là hàng về. Vì như thế để cho anh em có những người để vào xem cái mẫu giày hoặc mẫu đồng hồ hoặc là mẫu thắt lưng hoặc là mẫu quần, mẫu áo, để cho chúng ta biết được những cái nào là nó hàng thật và hàng fake. Vì thực sự ra là cái hàng của quân đội Mỹ bây giờ trên thị trường bán tràn lan và fake rất nhiều nhé, fake gần như là 100%. Cho nên anh em tìm chỗ nào tin tưởng là chúng ta mua nhé. Còn nhiều khi ấy cứ bán tràn lan không phải đã là tốt đâu như anh em nhé. Vì nó sẽ có trà trộn rất nhiều luôn, chứ không phải là ví dụ như chúng ta mua lẻ hoặc là chúng ta mua 1-2 bộ thì chúng ta không thể biết được đâu. Cho nên chính vì thế chỉ có những người anh em chơi sâu thì có thể biết được. Còn thường là em Hoàng là những sản phẩm đều được tuyển chọn, và tuyển chọn thì chắc chắn là giá nó sẽ khác so với những hàng tạp. Ví dụ như những chiếc đồng hồ và những cái chiếc thắt lưng thì các người anh khắp mọi miền tổ quốc đã alo đến cho em Hoàng, và tất cả những sản phẩm của em Hoàng nhé đều được bảo lãnh. Từ đồng hồ, thắt lưng, quần áo đều được bảo lãnh dưới mọi hình thức. Nếu như mà fake và nhái, em Hoàng chịu trách nhiệm đền một gấp 100 lần, kể cả từ đồng hồ. Đồng hồ của em Hoàng thì có những sản phẩm rơi từ 50 đến 28 cho đến 25 ngàn, từ 25 ngàn cho đến 140 ngàn Mỹ nha các bác nhé. Cho nên chính vì thế thì tất cả những sản phẩm đó đều được kiểm định qua công ty kiểm định của nhà nước. Về tuổi vàng và tuổi kim cương cũng như là hàng thật hay hàng fake, các bác cứ đến kiểm định ra hết, không bao giờ có thể nói rằng là không biết. Bằng mắt thường thì không biết được đâu, nhưng chúng ta cho vào máy nó đọc hết. Cho nên cứ vào máy kiểm định, các bác yên tâm, giá nó rất rẻ, mấy trăm nghìn một lần không ảnh hưởng gì. Cho nên chúng ta mất công một tí thôi, nhưng mà chúng ta sẽ dùng những sản phẩm rất là yên tâm nhé. Còn tất cả những sản phẩm em Hoàng đã nói rất nhiều trên video trước rồi, đều quay đầu với cái sản phẩm đó là chỉ có 0,5%, chứ nhiều nơi thì nó có thể 10%, nhưng em Hoàng chơi cho vui là chính thôi. Và anh em cần những sản phẩm nào thì cứ alo cho em nhé, vì em cũng không có thời gian lên nhiều video. Em thường là lên nhiều những cái sản phẩm trên video thì em không có thời gian, nhưng video để mà lên đều một video một thì em vẫn lên đều, rất đều. Và có những nào em bận thì em có thể nghỉ một hôm, còn bình thường em sẽ lên vào 5 giờ chiều. Còn đồng hồ hoặc là rảnh thì em sẽ đăng. Với những cái sản phẩm ví dụ như là quần áo này thì em sẽ không lên được nhiều, nhưng mà em sẽ lên từng video một. Còn tất cả những sản phẩm lên một lúc nhiều thì em cũng không thời gian, cho nên chính vì thế em sẽ lên lần lượt những sản phẩm nhé. Hôm nay em Hoàng có mấy món này, bác nào ưng thì alo cho em nhé. Giao lưu đồ hè, em Hoàng chúc các bác một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.